chưa tìm thấy. Tình trạng sạt lở gây thiệt hại về người và của, đến lúc này đã có ít nhất 9 người thiệt mạng và 10 người mất tích, nặng nhất. Xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt lũ vừa qua. Chính quyền tỉnh đang khẩn trương triển khai các hoạt động tục tổ chức nghiêm trực ban 24/24 giờ để chống và nhất là khẩn trương di rời các hộ dân ra khỏi vùng giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra. Tại thành phố Hà Giang có hơn 700 nhà bị ngập, 3 ngôi nhà, diện tích hoa màu bị mất trắng lên đến hàng trăm hecta. Để hỗ trợ các em học sinh tại những điểm bị ngập lụt được tham dự kỳ thi, số vắng mặt 25 em, trong đó có 3 em. Các lực lượng chức năng, trong đó có công an để nhanh chóng tiếp cận với những khu vực này để có thể tìm kiếm điểm có nạn nhân thiệt mạng vì sạt lở. Và đến chiều ngày hôm nay, đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu sẽ tiếp tục tiếp cận những cái khu để tránh